Kính thưa quý vị, Hà Nội giờ đây đã là một đô thị hiện đại với nhiều cao ốc, biệt thự sang trọng, đường phố sầm uất náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ngay cả những khu vực ngoại thành Hà Nội giờ đây cũng thay đổi nhanh chóng với mức độ phát triển đô thị mà chúng ta sẽ khó nhận ra nếu đi xa đôi năm quay trở lại. Nhưng quý vị có bao giờ hình dung những ngôi làng ven đô Hà Nội ngày xưa như thế nào không? Những địa danh cho đến bây giờ vẫn là tên gọi làng như Cầu Giấy, Láng Thượng, Láng Hạ, Hồ Tây, Yên Thái, Làng Bưởi. Nhưng thật khó nhận ra nét đặc trưng của làng xưa với cây đa bến nước. Để có thể hình dung làng ven Hà Nội ngày xưa, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với góc ảnh xưa ngay sau đây để giữ mãi một hoài niệm về làng quê thân thương trong ký ức. Thank you.